Hello các bạn, thì buổi trưa ngày hôm nay mình mới set up được một cái hồ nước như thế này, rất là trong rồi. Mình chuẩn bị thả cá vô đây, thì mình sẽ bỏ mấy cái cọng rong này vô cho nó có màu sắc, cho nó đẹp chút tí. Ở trong đây thì mình ít có bỏ mấy cái than đá rồi vô lắm, nó rất là khó vệ sinh cái hồ. Mình chỉ bỏ rong rồi vô cho cá thôi, khi nó ăn thôi. Nuôi mà không có ánh sáng thì mấy cái con cái cọng rong bèo này là nó bị héo, và mấy con cá nó ăn cái cọng đuôi rong bèo này nè. Cái này mình mới bỏ vô thêm rồi nè, cái cọng đuôi của nó, cá nó sẽ ăn đứt mấy cái rễ này hết nè. Cái rễ này mình mới bỏ vô nè, cái nó còn bự, thì khoảng 2 hôm nữa nó ăn sập nhắc à. Và đó, cái bầy phun lách này nè, nó bự nè, đó mình sẽ tách vạn chấm nữa. Bầy này bữa mình có tách một lần rồi, nhưng nó còn sót nữa không? Còn sót vài con chấm lại. Bây giờ mình sẽ để mình làm xong cái hồ này xong rồi mình qua tách. Bỏ cái màu xanh này vô thì thấy nó rất là đẹp ha. Đó, vậy là xong rồi. Vậy thì giờ tới chiều mình sẽ kiếm một cái dòng nào đó mình bỏ mình nuôi, mình tách, mình có thể là mình tách trống của khuôn lách này bỏ qua, hay là kiếm một số cái dòng khác bỏ vào đây. Hay là bên đây mình có bầy này là dòng xanh Việt Nam, cá này mình hơn tháng tuổi một tí ha, chuẩn bị cũng tách chống mái được rồi, cá rất là lành. Cái dòng này mình thấy nó rất là khó tách chống mái, thì mình không có biết được con trống con mái nó dài thế nào, như thế nào hết á. Dòng này cũng mới nuôi luôn, đây để quay cho bạn xem. Thấy nó rất là lành luôn, mà giờ nó cũng còn rất là nhỏ, chưa có tách chống mái được cái bài này hết. Để mình sẽ nghiên cứu lại, mình thấy xong nó cái dòng này á, rất là khó là nhận biết chống mái. Mình thấy con mái với con trống nó giống nhau y chang à, chắc phải bự hơn một tí nữa mới tách được chống mái, có thể nhìn được á, nhưng mà hơi khó. Rồi bên đây cái dòng này thì rất là dễ rồi, mình để cái múc nước cái này luôn. Rồi mình cho nó ăn quen rồi, giờ khó múc nước lắm. Để múc nước mới bên đây luôn này. Nước trong đây à, nó lên tảo luôn các bạn. Nuôi trong nhà mà lên tảo luôn. Nước lên tảo luôn á. Đừng để có giờ. Mấy con trống à, rất là ú luôn, rất là lanh, đụng tới cái nó nhảy mất tiêu. Con trống hôm nay nè, tròn vo luôn á, dù cái đuôi bản đuôi nó chưa có bự đó. Sáng này thì mình cho nó ăn rồi, buổi trưa lúc này thì mình một ngày cho nó ăn hai cữ à. Lúc này trời mưa quá mình hạn chế cho cá nó ăn, tại vì trời mưa thì cho cá ăn nó dễ bị bệnh, nhiều bệnh lắm. Dừng, rất là lành ha. Cái này thì cái nó mập vậy thôi, chứ cái nó chưa có ra đuôi gì đâu, đuôi chưa có dữ lắm. Đây có con mái này rất là to luôn nè. Con mái này bữa như mình để tách đẻ mình bỏ vô đây luôn á, mình làm biếng đây nha, mình kêu quá. Đó, nhìn vậy chứ tách ra cũng được cũng mấy chục con trống á các bạn. Nhìn cái hồ vậy thôi chứ rất là đông ha. Mình nuôi như vậy nó lâu lớn lắm.
thì mình dùng phải tách ra nè. Nuôi như vậy con lớn con không, con bự nó sẽ giành ăn của con mái, của con bự nó sẽ giành ăn của con nhỏ, mà thường con mái nó sẽ bự hơn con trống hơn hả. Những con trống nó bỏ chung trong đây nè, nó dí mái hoài luôn, nó cũng không có lớn được nữa. Dòng này mà các bạn nuôi cái cây xanh nó rất là đẹp, tại cái này là nước của nó màu này thôi, chứ nếu là để mở một tí đèn lên đó, bỏ một cây xanh nó sẽ dạ cái màu đen lên rất là đẹp ha. Cái con này nó còn tơ, thường thì mình bán cá tơ cỡ này không mà, nó rất là ú, nó nhanh nhẹn về người ta dễ nuôi. Còn những con mà đuôi nó bự rồi á thì nó ít đạp mái lại được rồi, cái đuôi nó bự là nó ít có đạp mái lại, nó dí mái ít lại. Thường người đó để nuôi kiển chơi thôi, người ta ít làm giống với cái loại lắm. Như cỡ này là nó sung rồi nè, nước bên đây thì rất là trong, còn bên đây thì nó ngả màu tảo rồi. Mình nuôi trong nhà mà không biết sao nó cũng ngả tảo nữa. Mấy hôm nay mới tách mới coi nước cho nó, chứ mấy hôm trước không có ở không, nước nó sạch. Hồi bên đây thì mới hút cạn luôn, sạch bót luôn. Cá này rất là lanh, mình thọt cái giọt xuống là nó bu lại luôn á, mặc dù mình lâu rồi mình không cho nó ăn thức ăn sống. Ở chỗ mình mưa xuống là bị con dưới hào nó có mấy con cá rô cá sặc đó, mình không có diệt được nên hết bò bò rồi. Giờ cho ăn chủ yếu là cám thôi. Gần như là hết rồi các bạn, chỉ có vài con thôi, cái mình vừa vớt mình không có tua qua video, vớt cho các bạn xem chơi cho chung với mình luôn. Đây có vài con này, tầm mười mấy con đó các bạn. Đây giờ bây giờ trong đây thì chỉ còn có mái không à, vậy thì nuôi vài bữa nữa con mái nó sẽ mập lên. Đây có những con mái nó như thế này nó rất là ốm ha. Con này cái đu nó dài thọn luôn, nó không có mập, nó mập rồi nó phải cỡ con này, phải uống như con này rồi. Không nuôi con mái mà bự, con mái này khoảng 2 tháng rưỡi hơn mà không tới 3 tháng đâu các bạn, con này mới đẻ được đầu. Như vậy thôi chứ cỡ các bạn cho ăn khoảng 2 tuần nữa là nó sẽ chỗ mã nó bự lên này. À có con trống, con trống nó bị sót lại đây nè. Cái dòng này nuôi tách trống mái nó hay bị sót lắm. Rồi ok, nước ở đây nhìn rất là đã các bạn, nuôi cá nước cỡ này là ok nè. Thế này mình ngâm 3 bữa rồi các bạn. Ơ chứ đây mình không có đèn hả, chứ đây mình nuôi phun bon nè, đóng hình nhện luôn. Này là HP Retro, HP Retro là từ cá con rất lanh các bạn. Mình cho ăn cám không mà nó lanh ghê không. Hồ này chưa bỏ, này nó mất hết mấy cái cọng bèo rồi. Này bờ lô tô bát, cái này ghen. Vậy ri bông mình bỏ mấy bên kia kìa. Hôm nay còn là háng của mình nó bự rồi nè. Đây mình cũng có một cái hồ mình đang set up nè.
Bên đây mình xài ánh đèn vàng cho nên nó cái màu vàng mình ít quay video bên đây đó. Rồi. Video của mình đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình ha. Chúc các bạn một cái mùa dịch có thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Mình mong là mau hết dịch để còn share cá cho các bạn nữa. Rồi, bye bye các bạn nha. Tạm biệt.